Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị này quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 2020 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi đến toàn thể quý vị một cái video, đó là video test những cây đàn guitar bass ở hàng chất lượng và những cây đàn organ cũng hàng chất lượng về với những vị khách ở những vùng miền khác nhau. Thì trong ngày hôm nay có hai vị khách mua hai cây đàn guitar bass và đàn organ. Đầu tiên là của chú Trần Đông Thanh ở thành phố Đà Nẵng. Chú ấy mua cây đàn organ Yamaha PRE443 và một cây đàn guitar bass màu vàng gỗ. Đây là đơn của chú Trần Đông Thanh. Đó. Chú mua cả đàn organ và cả guitar. Đó, thì cái cây đàn organ này đây. Đây là cây đàn E443 có hỗ trợ cổng USB và Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc đã cài đặt dữ liệu banh tiếng và sờ tai từ USB vào trong cây đàn này rồi. Lát nữa Trung tâm sẽ test cho quý vị xem. Thì chú ý lấy thêm một cái cây đàn guitar bass màu vàng gỗ như thế này. Đó, cây đàn guitar bass đây. Đó, cây guitar bass này thì Trung tâm bán lẻ với giá là 2.500.000. Đây. Made in Japan quý vị nhé. 2.500.000, nhưng Trung tâm có nói là hỗ trợ cho tất cả những ai mà mua nhiều sản phẩm cùng một lúc, hoặc là những người đã từng mua đàn tại Trung tâm Vĩnh Phúc thì được giá vô cùng ưu đãi, vô cùng yêu thương. Thì chú này mua cả cây đàn organ đời cao PRE443, giá mới của độc hộp của nó là giá là khoảng 7,5 triệu đến 8 triệu, mà bây giờ Trung tâm bán lại cho chú ấy cả cây đàn organ lẫn cây guitar bass này với giá vô cùng yêu thương là 6 triệu hai thứ. 6 triệu và hai thứ, và chú ấy đã chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc thì chú ấy được thừa hưởng rất là nhiều quà tặng. Đó là cây guitar bass thì chú ấy được một chiếc bao da ba lớp về một bộ dây mới và hai móng gảy. Đó. Cây đàn organ thì sẽ được tặng một chiếc chân mới, một bao đựng đàn này, một USB, đây USB được cắm ở đây, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà. Đó là tất cả những quà tặng ưu đãi cho những ai mà mua nhiều sản phẩm cùng một lúc và lại đặc biệt lại chuyển khoản trước cho Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc thì sẽ được những quà tặng vô cùng hấp dẫn, vô cùng yêu đương, ưu đãi. Tiếp theo, đơn số 2 là đơn của chú Trần Văn Thành ở tỉnh Long An. Chú ấy mua cây đàn guitar bass màu đỏ đấy, đó là cây đàn Mobin kép đấy, Mobin kép, toàn là Mobin kép quý vị nhé. Đó, hai chấu này. Đó, thì cây đàn này là cây đàn đời cao, phân khúc đời cao. Trung tâm có giới thiệu làm video là bán với giá là 3 triệu. Chú này là vị khách thân quen của Trung tâm Vĩnh Phúc, là mua đấy, đơn này là đơn thứ 3 rồi. Đó, mua rất là nhiều đơn. Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc đã để cho chú với giá vô cùng yêu thương, vô cùng tốt, với giá là 2.500.000 một cây đàn guitar bass chất lượng cao quý vị nhá, giá 2.500.000 ạ. Như vậy là tất cả những ai là khách quen mà từng mua đàn tại Trung tâm Vĩnh Phúc để liên tục mua hàng thì sẽ được những ưu đãi rất là tốt quý vị nhá, giá vô cùng tốt. Thì không để quý vị chờ lâu, đầu tiên Trung tâm sẽ test cái cây đàn guitar bass của chú Trần Văn Thành ở tỉnh Long An cho quý vị xem. Đây, Trung tâm test bằng con loa J25 bass 30. Con loa này nó không phải là loa chuyên test cho hàng bát, nhưng mà chúng ta có thể test thử được quý vị nhé. Vẫn dùng bình thường là con loa này là bát 30. Bác nào mà mua theo đàn hay là mua loa cùng mấy các loại linh kiện phụ kiện, em để với giá tốt là giá gốc là 3 triệu con loa này nhá. Còn em bán lẻ giá là 4 triệu, còn bác nào mua theo đàn thì sẽ được tính giá là 3 triệu giá gốc để ưu đãi cho tất cả khách hàng ạ. Đó, cũng như cái cây đàn guitar bass này cho chú Thành này. Đó, trước đây chú đã từng mua hai lần của Trung tâm Vĩnh Phúc rồi. Đáng ra cái cây đàn này bán ra là giá là 3 triệu, nhưng bây giờ là khách quen thì Trung tâm chỉ để giá 2.500.000 thôi quý vị nhá. Đó, giá vô cùng tốt luôn ạ. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ test đây. Chỉnh sáng tối đấy. Đây, chúng ta test nhé. Đó. Đây, chúng ta sẽ giảm bớt một cái mobin này đi. Ta dùng một, đây là điều chỉnh cho hai cái mobin này. Chúng ta sẽ chơi mobin trên. Đấy, bây giờ ta cắt mô bin trên, chơi mô bin dưới.
ta chơi cả hai mô bin. Mô bin kép rất là nhạy quý vị nhá. Và đây là cái lúm ở dưới này điều chỉnh sáng tối này. Đó, nếu mà âm thanh kém thì chúng ta điều chỉnh lên là nó sẽ có tiếng sôi ngay quý vị nhá. Đấy, chúng ta sẽ tăng hết lên thì nó sáng lên. Đây là điều chỉnh nút chép, nút chép và nút bát. Được chưa? Đó là cây đàn của chú Trần Văn Thành đã ok. Cảm ơn chú rất là nhiều đã liên tục tin yêu và ủng hộ ở trung tâm nhà Quỹ Phúc. Bây giờ trung tâm sẽ tiến hành đóng hàng cho chú ạ. Đấy. Thì bây giờ test sang đơn tiếp theo. Đơn của chú Trần Đông Thanh ở thành phố Đà Nẵng ạ. Đây. Test với những guitar bass như này thì các bác phải đeo tai phone thì mới nghe thấy tiếng tiếng bass, là về tiếng guitar bass nó rất là trầm, nên là chúng ta phải đeo tai phone các bác nhé. Đấy, chúng ta phải đeo tai phone thì chúng ta mới nghe được tiếng bass của nó. Đấy, nút to nhỏ này và sáng tối này. Rồi, đó là cây guitar bass của chú Trần Đông Thanh đã ok. Bây giờ chúng ta sẽ test sang đến cây organ ạ. Đây là cây đàn organ Yamaha PRE443. Đấy, có hỗ trợ cổng USB quý vị nhé. Nên là chúng ta đưa được style từ bên ngoài vào nó rất là hay. Và cây này có 8 banh tiếng. Thì mỗi một banh tiếng là được 4 tiếng. 1, 2, 3, 4 thì trung tâm đã làm 4 tiếng, 4 banh ở đây rồi. Thì còn lại 4 banh thì các bác có thể về xem lại những cái video em có cái video các bác xuất từ khóa là hướng dẫn cách làm banh tiếng trên đàn organ PRE443 tại trung tâm nhà Quỹ Phúc. Đấy, các bác cứ xuất từ khóa như vậy là sẽ có cái video em là giới thiệu cho cách làm banh tiếng như nào các bác nhé. Đây, đầu tiên là banh số 1, chúng ta bấm vào đây, nó hiển thị số 1 này. Đấy, chúng ta chọn từ 1 cho đến 4, hoặc chúng ta muốn banh số 2 chúng ta bấm cộng này lên thì nó nhảy sang banh 2. Đấy quý vị nhá. Đó thì banh số 1 em làm banh tiếng dân ca. Đấy, tiếng đàn tranh này, tiếng sáo, tiếng sến, tiếng guitar, được chưa? Đấy, banh số 2, banh số 2 tôi chọn banh này, bấm dấu cộng ở đây lên, nó nhảy sang banh 2. Bây giờ chúng ta chọn tiếp số 1 này. Vẫn chơi được nhạc dân ca và nhạc trữ tình. Đấy, tiếp banh số 3. Đấy, banh số 3 chơi nhạc mạnh này. Đó. Tương tự như vậy nha. Đó, còn từ banh số 5 trở đi là các bác về tự làm thêm nhá. Bây giờ em sẽ thử cho các bác cái banh số 1 chơi dân ca bolero cho các bác xem ạ. Ở trên cái cây đàn này nó sẽ đưa được 5 style từ bên ngoài vào. Nó tính từ, ta bấm vào style này và chúng ta dùng con trỏ quay từ style số 200. Đấy, từ 201 là bắt đầu là nó cho đến 205 là nó sẽ đưa được những sờ tay từ bên ngoài vào quý vị nhé. Đó, thì bây giờ là đầu tiên này, từ 201 này trung tâm để đã lưu từ USB vào đây cho quý vị là Zumba rồi này. Đấy. Đấy, sờ tay 202 là nhạc sống chẳng hạn. Đấy, sờ tay 203 cha cha. Sơ tai 204 là ballad này. Đấy. 205 bolero. Được chưa?
còn các bác muốn sử dụng sâu nữa thì các bác search từ khóa là hướng dẫn sử dụng USB cho đàn organ E443 tại trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc. Đó, cái từ khóa là như vậy các bác nhé. Thì các bác search ra các bác học theo ở đấy. Em đã làm rất là nhiều video rồi, bây giờ em không còn đủ thời gian để em giới thiệu cho quý vị nhiều nữa đâu. Đấy, em thì test qua cây đàn này, em đã làm những cái gì vào cây đàn này cho quý vị. Đó, chẳng hạn như bây giờ em chơi một bản Zumba cho quý vị xem này. Chúng ta sẽ chơi ở banh số 1, đấy, tiếng guitar chẳng hạn. Đó, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ chơi toàn bộ những cái sửa tay mà em đưa từ bên ngoài vào đấy, chơi sang cái khác chẳng hạn. Rồi, đó là cái phần sờ tay mà banh tiếng em giới thiệu quý vị. Còn ngoài ra chúng ta lấy song MIDI ở trên USB rất là nhiều. Chúng ta bấm vào phần song này. Đó, chúng ta dùng con trỏ quay. Chúng ta quay. Quay con trỏ quay cho đến theo chiều kim đồng hồ nhé. Quay cho đến số 40. Bắt đầu là số 41 là nó sẽ hiển thị tất cả những cái song MIDI em cóp ở trên USB cho quý vị này. Đó. Khi nó hiển thị cái 41 thì chúng ta chỉ bấm start cái là chạy thôi. Đúng không? Sau đó chúng ta quay lên 42 này, sang bài khác này. Đấy, tôi bấm start là bắt đầu chạy luôn. Đấy, nên 42 chúng ta để chờ một lúc khoảng 2-3 giây chúng ta bấm start là chạy. Có nghĩa là chúng ta phải để cho nó loát đã. Đấy, sang 43 chúng ta chờ trong vòng vài giây để nó loát đã. Đấy, sau đó chúng ta bấm thì bắt đầu nó mới chạy nhé. Rồi, đó là chi tiết tất cả những sản phẩm mà có mặt tại trung tâm Nhạc Phúc trong ngày hôm nay. Thì em đã demo, test thử và đóng gói, bao bọc đóng gói cho quý vị ở đây. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin yêu và ủng hộ trung tâm Nhạc Phúc. Bây giờ em sẽ tiến hành đến phần đóng gói và bao bọc. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi cái video Trung Tân Dũng Phúc đóng gói những cây đàn guitar bass và những cây đàn organ gửi cho những vị khách ở vùng miền khác nhau. Cảm ơn toàn thể quý vị đã tin yêu và ủng hộ cho Trung Tâm Nhạc Cụ Vĩnh Phúc. Kính chúc toàn thể quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Em xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị. Và đây là ba cây đàn guitar bass đó, hàng thương hiệu chất lượng cao, thì cũng đang có mặt tại Trung Tâm Vĩnh Phúc. Với những cái cây đàn guitar bass như ba cây này thì phù hợp cho tất cả những bác nào mà đang chơi trong ban nhạc lớn, ở những ban nhạc sân khấu đi kiếm tiền hàng ngày, thì các bác nhìn cây đàn các bác biết rồi. Đây, con đầu tiên đó, con đầu tiên bát sai đại đấy, bát sai đại hàng mobin kép đó, 3 volume đấy, hàng mobin kép 3 volume sơn bóng này đẹp khoảng 95%. Đây là hàng bát 5 giây, hàng guitar bát 5 giây đẹp khoảng 95% quý vị nhé, bát 5 giây ạ. Đó, thương hiệu của nó đây. Đó, mark là Fender. Đó, Fender và sản xuất tại Indonesia. Đây, Fender và sản xuất tại Indo quý vị nhé. Đó, do cái camera của em hơi mờ. Đây, bộ khóa đằng sau đây, E-Lock cực kỳ chất luôn. Con này thì giá mới của nó trên thị trường là đang với giá là xấp xỉ 12 triệu. Thì con này ngày hôm nay em bán giá cực sốc cho quý vị với giá là 7 triệu con này nhé. 7 triệu ạ. 7 triệu con guitar bass còn mới, 95% hàng guitar bass 5 giây thì nó là hàng đời mới rồi, nó không phải hàng đời cổ và sản xuất tại Indo, công nghệ của Nhật Bản đó. Thương hiệu là Fender các bác nhá. Đấy. Đó, giá 7 triệu con này, cho bác nào nhanh tay nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Cực kỳ là chất, cực kỳ yêu thương rồi. Bây giờ các bác mua mới với giá 12 triệu mà bây giờ các bác mua lại còn đẹp 95% như này mà các bác chỉ mất lửa tiền thôi các bác nhá. Giá chỉ lửa tiền thôi các bác nhé. Quá là đẹp luôn ạ. Một con tiếp theo với phân khúc là size trung. Con này là size trung các bác nhé. Đó, con đầu tiên thì em, con màu đen này em giới thiệu quý vị nó là size đại rồi. Thì con này con size trung. Nhưng con này thì nó lại là hàng vân gỗ, hàng gỗ mộc. Đấy, hàng mộc quý vị nhé, rất là đẹp. Đó, cũng là bát 5 giây. Đó, nó có tận 5 volume và một cần gạt. 5 volume và một cần gạt. Đấy, mô bin thì là mô bin đôi. Toàn bộ là mobin kép ấy, nó là thuộc dạng 4 mobin hết quý vị nhá. Đó, bát 5 giây. Đây. Cái khóa cực kỳ chất, cực kỳ ngầu luôn. Đó, còn nguyên cả những cái tấm dán nylon ở đằng sau này cho quý vị nhá. Đấy thì quý vị biết là nó mới như nào rồi, còn nguyên tấm dán này ổ lắp pin đây. Đó, còn nguyên tấm dán đằng sau này, cực kỳ chất luôn. Hàng sản xuất tại Indo. Đấy, Indonesia quý vị nhé, hàng sản xuất tại Indonesia. Tất cả những khóa đằng sau này nó vẫn còn nguyên cả những giấy nylon dán này, còn rất là mới quý vị nhé, còn nguyên nylon dán ở đây còn rất là mới, cực kỳ chất luôn. Đó, con này thì giá mới của nó cũng là hơn chục triệu, nó tầm 12 triệu. Thì con này bây giờ em bán cho các bác với giá vô cùng yêu thương, vô cùng tốt, giá là 6.500.000 con guitar bass này. 6.500.000 con guitar bass này, tất cả các bác đều được tặng một chiếc bao da ba lớp và một bộ dây phụ khi đứt quý vị nhá, một bộ dây mới đấy. Đó, hàng bát 5 giây. Đó là hai cây hàng bát 5 giây. Tiếp theo là hàng bát 4 giây là size size mini. Con bát này nó rất là nhẹ gọn, dành cho những bác nào mà người nhỏ nhắn thì các bác xài cái con này thì rất là ok rồi. Con này là made in Japan, sản xuất tại nước Nhật luôn. Nhật lòi luôn quý vị nhá. Thương hiệu là Yamaha made in Japan. Đó, con này là Yamaha made in Japan, em bán với giá là 5 triệu cho bác nào nhanh tay nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Con bát màu trắng sữa 4 giây này. Đó, thương hiệu Yamaha made in Japan này, Mobindo nhá. Đấy, 3 volume. 3 volume hết ạ. Đó, 3 volume. Tất cả mọi thứ đều ngon lành hết, đều đẹp hết quý vị nhá. Rồi, em cảm ơn các bác rất là nhiều đã tin yêu và ủng hộ Trung Tâm Nhạc Cụ Vĩnh Phúc. Các bác quan tâm những sản phẩm như này thì xin vui lòng nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982 ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị.